Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 24 tháng 4 ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng ngày 25 tháng 4, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng gia tăng về cường độ. Trong khi đó, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Về thời tiết trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, sóng cao từ 1 đến 2 m. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Thời tiết quần đảo Trường Sa ngày không mưa, đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng, có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, phía Nam có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh sáng và chiều nắng nóng, nhiều mây không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.